đường này tôi có đi chưa ta? Đường này chắc chưa đi. Đường này ngang là Thờ Bại nè, này đi vô đâu? Không đi vô đường đi dưới chân chùa nè. Chùa nó chưa làm xong mà đang học cầu thang lên đó. Học làm lên tới trên rồi, rồi làm cái khung lên tới trên đó rồi còn còn phải làm cái dàn áo ngoài nữa. Chắc cả năm nữa. Cây này cây sâu lâu nè. Cây này cây sâu lâu nè. Sao nhà miền Tây người ta biết ăn sâu lâu, nó ăn được nắng nắng. Chỉ có dân miền Tây mới ăn. Sâu đốc ăn nhiều. Mà ngay cả dân miền Tây cũng không phải ai cũng biết ăn. Nhưng mà ở sâu đốc nó có bán. Chạy sâu đốc có bán. Đây là hộ bà bạn nè. Đang làm thêm một cái con đường lên cái cổng chùa. Cái này để anh cầm nè, bây giờ là nó cũng rung lắc này. Tôi giờ đủ mà tôi cũng thấy ông chơi cái GoPro này, tôi cũng muốn chơi đó mà giờ không có tiền để thôi vậy. Nhưng mà nó có cái là anh cũng phải xài cái Sony, là thằng này nó không có zoom được à. Nó không có zoom được, nó cứ vậy thôi. Nó zoom được nhưng mà nó zoom có chút xíu à. Đây là ta cầm về cái quơ là anh quơ vậy, nó di chuyển cũng chậm nha, nó không có, nó lấy nét cũng lẹ lắm, nó cũng chậm, nó làm cái chấp luôn lắc chậm chậm. Buổi sáng cách đồng Chà Bạ lúc tô tôi tính lên cái chữ chi tô tôi chơi mà tôi thấy ấn tôi xe ôm nó chạy như này quá. Tôi ở đây tôi chưa lên. Mình lớn tuổi rồi lỡ gạt tay cái chân gì. Mình lớn tuổi rồi phải nhịn nhịn chút. Thấy tụi nó quay thấy chưa? Thấy tụi nó lên chợ quay phim cho mình cũng đẹp. Đây là cánh đồng Thờ Bạ. Mùa khô mình ra gốc gà nó cháy trơ đó chứ. Cái này là nó làm cái nhà yếu. Tiếng lời không thấy ta làm nhiều quá. Không biết nhưng mà tôi thấy chung ở cái khu này là tụi nó làm trên 10 cái mà làm mới không á. Đây là đi chị Toàn và anh Sáu nó sẽ bị hương thở đi tham quan. Cái đồng coi,
trăm năm. Đa số là những cái trăm thì nó phù hợp xanh. Do đó là mưa xuống là nó có bông, nó có trái. Nó sắp được từ sắp tấm rồi. Trời mưa lâm râm rồi, cái trăm có trái rồi, con gái nó trồng, nó giá. Đi qua Hàn Quốc hết trơn rồi. Phải là trăm nó sẽ nó có đỏ đỏ đó. Cát rồi xuống sông là múc từ gạo lên sàn lọc rồi. Bị dí tới dí lùi lên đây rồi cái hầm này múc biết bao nhiêu cát thôi chứ nhiều lắm sao vậy? Cát thì ông đổ ấy, còn cát thì bán theo giá cát. Thì nó có chỗ cát, chỗ lẫn lộn đó. Mà cát này tôi thấy là tốt á. Chứ ở trên gọi là cát hầm á sao? Cái hồ sợ chết nó đang cải tạo được rồi. Cải tạo để là chứa nước ngọt phục vụ cho cánh đồng nước Tà Bạ. Nước ngọt dùng cho thị trấn Chi Tôn. Và khai thác rồi ta đào lên ta lấy cát cho bán, lấy kinh phí hay gì nữa. Đây bắt đầu giờ vô cái hẻm cát cần nước. À, buổi sáng vô đây thấy mát mẻ quá. Cái khu này sao là khu du lịch của mình. Trời ơi, đại gì không? Phải thấy gì có vừa thì đọc không vừa xuống rồi. Nó đốn cây chở nó đưa xuống. Đó cô dân hả? Cái nào? Cái đứa cây hả? Dân mình cũng phải có gốc rồi. Nhưng mà ý cô dân chứ không phải cũng gì nữa. Ở đây là cái cánh đồng, cái hồ sơ chết đang cải tạo. Dân mình phải có gốc mới làm ba cái vụ đó được chứ. Thì giờ là hơi dễ gì làm ba xe cuốc nó móc xuống, móc cho cái hồ nó sâu xuống. Nhưng mà mình đi đường mình thấy toàn là cát không. Chứ lẻ lắm, nó không hết rồi xà lan nó chở đi chỗ khác à. Chở nó không đủ cung cấp cát mà đưa xuống xà lan. Xà lan mà có nhiêu mà nó ngốn hết luôn. Cát bây giờ thị trường là ở đâu cũng vậy, là không đủ để sử dụng trong cái xây dựng. Ở trên tôi giờ xài cát nước mặn không, nó ra mấy cái cù lao gần biển á. Thì
nước mặn thì cát nó không có được to mà nó nhiễm mặn. Rồi nó kết cấu với cái xi măng nó bị kết tủa sao? Nó không có ăn. Nó không có bám. Do đó là cái tuổi thọ của công trình nó rất là kém. Nhưng mà không rửa dữ lắm. Rửa thì nó có cái sàn sàn rửa nhưng mà nó không hết, nó thấm vô trong đó rồi. Như thế này. Rửa thì nó hết nhưng mà cái công cán nó nhiều quá. Nó đội cái giá thành nó lên nữa đúng không? Rồi những cái công trình sau này nó dở, nó kém rồi trời. Tụi nó tụi Singapore tụi nó rửa. Nó mà kết tủa rồi là cái khối bê tông nó bở rượu mà. Nước nè bà con. Có hôm nay chắc đi kiếm củi hay gì. Tỉnh nào ta? Tỉnh rổ ố hả? Kiếm củi. Sau năm thì mà lại hoài mấy. Bà chục mấy dưới mấy? Bà Lâm, tay chọc nghe. Bà Lâm ra tay, cho bà tay. Là chị này quán đồ khô. Dạ. Quán cá kho, khô khô cá nước cá mặn. Mà lấy tới hả? Dạ, tao cho nên nha ông. Anh ta camera anh tao.